Sáng nay ngày 3 tháng 5 tại trường tiểu học xã Đồng Lương, huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa đã xảy ra vụ việc một nam thanh niên có biểu hiện ngáo đá đâm thương vong 6 người. Khoảng 9 giờ sáng nay ngày 3 tháng 5, một nam thanh niên khoảng 25 tuổi nhảy qua tường rào xông vào trường tiểu học xã Đồng Lương, cầm dao đâm chém vào nhiều học sinh đang chơi ở sân trường. Hậu quả có một em tử vong, bốn em bị thương rất nặng và đâm bị thương cô giáo Trần Thị Thanh khi cô này lao vào can ngăn. Công an huyện Lăng Chánh đã bắt được nghi phạm khi đang trốn cách hiện trường gây án hơn 1 km.